Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một trưởng của Long Tình Thiên cùng một trưởng của Ngao Cảnh Thái Thượng trưởng lão va chạm vào nhau, thiên địa chấn hưởng, toàn bộ Kim Long thành rung lên tất cả cường giả trong kim long thành ai ai cũng hoảng sợ. Giữa không trung, Long Kình Thiên cùng Ngao Cảnh hai người đồng thời lui lại, Ngao Cảnh rơi xuống đất, thân hình không ngừng mà tiếp tục lui về phía sau, để lại trên mặt đất mười mấy cái dấu chân sâu tới một xích, không 33 m. Mà Long Kình Thiên ở trên không lại không ngừng phiêu nhiên lui về phía sau. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, kể cả tất cả cường giả các tộc. Các môn phái chạy tới xem đó là kim long thái thượng trưởng lão ngao cảnh lại bị đẩy lui người trẻ tuổi tóc đen kia là ai tiên quân hậu kỳ đỉnh phong chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong ngao cảnh thế nhưng là tiên đế hậu kỳ cường giả các lộ cường giả ông ông nghị luận không thể tin được mà ngay cả ngao cảnh cũng không thể tin được mà nhìn mười mấy cái dấu chân trên mặt đất tiếp đó lại nhìn lại bàn tay của mình hai mắt mờ mịt đúng lúc này thân hình Long Kình Thiên lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Ngao Cảnh, đột nhiên một chưởng đánh ra. Ngao Cảnh cả kinh mà giật mình tỉnh lại. Nhìn Long Kình Thiên ở trước mắt mà vừa sợ vừa giận, một chưởng xuất ra nên đón Long Kình Thiên. Ngao Cảnh lần nữa bị Long Kình Thiên đẩy lui, liên tục va đập vào các kiến trúc phía sau lưng, làm cho đám kiến trúc phải sụp đổ xuống mặt đất. Ngao Cảnh vừa giận vừa thẹn nhưng cũng khó giấu nổi kinh ngạc trong lòng. Vì hai người đối chiến, chỉ có hắn mới cảm nhận được sự khủng bố của Long Kình Thiên, một tiên quân hậu kỳ đỉnh, làm sao có thể có được lực công kích khủng bố như vậy? Bản thể hắn là Kim Long, hơn nữa huyết mạch cực dày, mặc dù chỉ là tiên đế hậu kỳ nhưng so với tiên đế hậu kỳ bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Long Kình Thiên lần nữa đi tới trước mặt Ngao Cảnh, một chỉ điểm ra. Ngao Cảnh giận dữ trống lên. Kình Thiên xanh vân trụ. Kình Thiên xanh vân trụ chỉ thấy trên người ngao cảnh một đầu kim long lượng vòng bay lên, khí kính xoáy tròn rít gào, tạo thành một cây cột trụ sông thẳng lên cửu thiên, tiếp nối với mây xanh trên trời. Kình thiên xanh vân trụ này chính là tuyệt học của kim long nhất tộc, một khi thi triển ra, phòng ngự vô địch. Long kình thiên thấy đối phương thi triển ra chiêu này thì không khỏi giật mình, bởi vì môn tuyệt học này đúng là hắn sáng tạo ra. Chứng kiến cây trụ trời cực lớn bảo vệ đối phương. Long Kình Thiên sau giật mình chính là lạnh lẽo cười cười, một chỉ đột nhiên điểm lên cây trụ chống trời kia một cái, chỉ thấy dưới một chỉ này của Long Kình Thiên, Kình Thiên xanh vân trụ phòng ngự vô địch kia lập tức bị đánh ra một cái động cực lớn, phốt, ngao cảnh thân hình chấn động, trong miệng phun ra một nguồn máu tươi, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ngao cảnh lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi vậy mà có thể phá được kình thiên xanh vân trụ kình thiên xanh vân trụ này một khi thi triển ra coi như là tiên đế hậu kỳ đỉnh nhất thời cũng khó có thể phá được tuyệt học được coi là phòng ngự vô địch của kim long nhất tộc hiện tại lại bị một tiên quân hậu kỳ đỉnh phá tất cả kim long tộc nhân kinh ngạc mà nhìn long kình thiên long kình thiên nghe vậy chỉ lạnh lùng cười cười kình thiên xanh vân trụ này đích xác phòng ngự kinh người bất quá lại là do hắn sáng tạo ra Người khác có lẽ khó phá vỡ nhưng đối với hắn lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong đám người, Ngao Nhã nguyên bản thấy chỗ dựa Ngao Cảnh, Ngao Viên đã đến vẻ mặt lại trắng bệch, thân thể không khỏi lắc lư một trận. Lúc này, Ngao Viên thối lui đến bên cạnh Ngao Cảnh, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Long Kình Thiên. Vẻ kinh thường lúc trước trên mặt hắn đã không còn lại chút gì, trong mắt hắn thậm chí còn lộ ra bất an, hoảng sợ. Đúng vậy, chính là hoảng sợ hắn tuy rằng cũng là tiên đế trung kỳ nhưng mà bàn về thực lực chân chính so với ngao cảnh còn muốn kém hơn một ít ngay cả ngao cảnh cũng không phải đối thủ của long kình thiên thì hắn đã là cái gì ngay tại lúc ngao viên thối lui đến bên cạnh ngao cảnh thân hình long kình thiên đột nhiên lóe lên tới trước mặt hai người phân biệt hướng hai người chụp tới hai người cả kinh vội vàng xuất thủ nghênh đón ầm ầm tiếng nổ cực lớn lần nữa vang lên khí lãng khủng bố đem kiến trúc bốn phía quét sạch, ngay cả một con đường bị bốc lên, đẩy văng ra mấy vạn dặm. Lúc này, đám người bàn tiểu nhị, ngao trọng sớm đã bảo vệ mấy người hứa vũ quân thối lui ra xa xa. Nhìn Long Kình Thiên một người đối chiến hai đại tiên đế hậu kỳ cường giả, bàn tiểu nhị, ngao trọng hai người thì không cần nói tới, nhưng mà mấy người hứa vũ quân, mộ dung thiến cùng đám người kim long nhất tộc đều giống nhau, cực kỳ kinh ngạc trong lòng, kể cả hoắc cương, thành tiêu trời đất, lão đại lúc nào đã mạnh như vậy rồi. Cửu vĩ thiên miêu không nhịn được mà bật thốt lên. Mọi người sững sờ, tiếp đó lại nở một nụ cười. Lão đại hiện tại chỉ là tiên quân, thực lực đã có thể lay động hai đại tiên đế hậu kỳ, nếu lại tấn chức tiên đế, đến tiên đế hậu kỳ chẳng phải là có thể so với thiên tôn sao. Cửu vĩ thiên miêu sợ hải thang. Tiết hầu đám người hoắc cương, thành tiêu bỗng nhiên nhúc nhích một cái ngay cả ngao trọng cũng đều bị cửu vĩ thiên miêu nói cho hoảng sợ trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này bất quá hiện tại lại được cửu vĩ thiên miêu nói ra tưởng tượng một chút tự hồ thực sự là sẽ có việc như vậy thật tuy rằng chuyện này rất khó khiến người khác tin tưởng nhưng mà với lực công kích khủng bố của long kình thiên chờ hắn tấn thăng tới tiên đế hậu kỳ thật đúng là có khả năng so với thiên tôn rồi vạn thú nhất kích lúc mọi người khiếp sợ thì thiên không chợt vang lên thanh âm của long kình thiên mọi người nhìn lại chỉ thấy trên không trung từ lúc nào xuất hiện vô số thần thú đối với ngao cảnh ngao viên hai người đánh tới ngao cảnh ngao viên hai người hoảng sợ né tránh công kích theo đó mà rơi xuống kim long thành bên dưới kim long thành lần nữa chấn động kịch liệt mà ngay lúc long kình thiên cùng ngao cảnh ngao viên kịch chiến trong kim long tiên quốc đại điện kim long nhất tộc tộc trưởng ngao bắc hành cùng với chúng thái thượng trưởng lão trong đại điện cảm ứng được lực lượng chấn động từ kim long thành truyền đến cả đám liền biến sắc chuyện gì xảy ra ngao bắc hành quát hỏi hồi bẩm tộc trưởng là ngao cảnh ngao viên nhị vị thái thượng trưởng lão cùng người khác so đấu một vị trưởng lão vội vàng chạy vào bẩm báo cái gì đám người ngao bắc hành cả kinh chẳng lẽ có tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đến kim long thành ta nháo sự kim long thái thượng trưởng lão ngao phi giật mình nói ra tiên đế hậu kỳ đỉnh phong sắc mặt mọi người liền trở nên ngưng trọng coi như là kim long nhất tộc đối mặt với tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả thì cũng không khỏi không cân nhắc cẩn thận đối đãi bình thường sau lưng tiên đế hậu kỳ đỉnh phong đều có bóng dáng đại thế lực hồi bẩm tộc trưởng đối phương chỉ là một tiên quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả đúng lúc này vị trưởng lão tiến vào bẩm báo kia lại nói ra cái gì tiên quân hậu kỳ đỉnh phong ngao bắc hành khiếp sợ cùng chúng kim long thái thượng trưởng lão từ chỗ ngồi đứng bật dậy đi chúng ta đi ra ngoài xem ngao bắc hành mở miệng nói ra thân hình lóe lên bay ra khỏi đại điện tất cả chúng thái thượng trưởng lão có mặt cũng nhao nhao theo sát sau rất nhanh, đám người ngao Bắc hành đã đi ra khỏi Kim Long Tiên Quốc, sau đó hướng chỗ ba người Long Kình Thiên mà đến. Theo khoảng cách ngày càng gần, mọi người cảm ứng được lực lượng chấn động cường hoành, sắc mặt lại biến đổi. Dần dần, mọi người nhìn thấy ba người kịch chiến giữa không trung, ánh mắt toàn bộ rơi xuống người Long Kình Thiên. Thực sự là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Đám kim long thái thượng trưởng lão chạy tới nhìn ra cảnh giới của Long Kình Thiên thì không khỏi khiếp sợ vốn bọn hắn lúc trước nghe bẩm báo còn chưa có tin đám người ngao nhã thấy đám người ngao bắt hành chạy tới thì thần sắc liền hiện lên vẻ vui vẻ vội vàng chạy tới đối với đám người ngao bắt hành thi lễ nói bái kiến tộc trưởng cùng chúng thái thượng trưởng lão ngao bắt hành nhẹ gật đầu các ngươi tất cả đều đứng lên đi dứt lời hắn lại chuyển ánh mắt về phía ba người đang kịch chiến trên không lúc này ngao nhã tiến lên cẩn thận nói ra tộc trưởng người này hung hăng tràn quấy cực kỳ ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà giết đi đệ tử hạch tâm nếu không phải phụ thân cùng sư phó ta chạy tới chỉ sợ tất cả kim long đệ tử trưởng lão có mặt toàn bộ đều bị người này giết người này quả thực quá cuồng vọng rồi lúc này ngao phi thái thượng trưởng lão nổi giận nói ra tộc trưởng còn chưa có người nào dám tại kim long thành đánh giết đệ tử kim long nhất tộc ta hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm thậm chí là ngay cả trưởng lão cũng muốn giết. Không đem người này đánh chết, Kim Long nhất tộc sẽ bị các tộc tại Long giới chế nhạo. Đúng vậy, tộc trưởng. Mặc kệ người này có lai lịch là gì, đều phải chết. Ngao quản thái thượng trưởng lão cũng tức giận nói. Những thái thượng trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa. Tất cả đều đồng ý đánh chết Long Kình Thiên, uy hiếp các tộc khác tại Long giới. Nói cách khác, nếu chuyện này truyền ra, uy danh của Kim Long nhất tộc sẽ bị tổn hại. Ngao Nhã thấy chúng thái thượng trưởng lão như vậy thì không khỏi đắc ý trong lòng, ván độc mà nhìn Long Kình Thiên đang kịch chiến trên trời, nàng lại nói tiếp. Tộc trưởng, các vị thái thượng trưởng lão, những người kia đều là thủ hạ dưới tay của người này. Nàng một ngón chỉ về phía đám người hứa vũ quân, mộ dung thiến, hoắc cương xa xa. Đám người ngao bắt hành nhìn lại. Đã như vậy, chúng ta trước hết liền giết những người kia. Lúc này, Ngao Phi Thái thượng trưởng lão nói ra: "Tộc trưởng, ý của người là?" Ngao Túy Thái thượng trưởng lão mở miệng nói, mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ngao Bắt Hành. Ngao Bắt Hành hai mắt lập lòe. "Tộc trưởng, còn có gì băng khoăn sao?" Ngao Phi thấy thế liền nói ra. Ngao Bắt Hành nhướng mày, gật đầu nói: "Được, các ngươi lên đi, bất quá trước không nên giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, còn nữa, Ngao quản, ngươi đi lên hỗ trợ hai người ngao cảnh, ngao viên một chút đi. Vâng, tộc trưởng. Trung thái thượng trưởng lão nghe vậy, cung kính nhận lệnh. Bất quá, ngay tại lúc đám người thái thượng trưởng lão lao tới. Muốn bắt đám người hứa vũ quân thì đột nhiên ngao bắt hành thần sắc chấn động, vội vàng quát lên với đám người thái thượng trưởng lão. Chậm đã. Đám người kim long nhất tộc kinh ngạc, mờ mịt mà nhìn về phía ngao bắt hành tộc trưởng bọn hắn đã giết đệ tử hạch tâm kim long nhất tộc ta chúng ta không thể ngao nhã mở miệng im ngay đột nhiên ngao bắc hành quay đầu lại vẻ mặt hung ác mà nhìn ngao nhã trừng trừng nghiêm nghị quát lên chúng kim long thái thượng trưởng lão không khỏi ngẩn người tự hồ rất nhiều năm rồi ngao bắc hành không có quát tháo như vậy rồi mà ngao nhã đối diện với ngao bắc hành lại bị dọa cho mềm nhũng ra quỳ sát xuống ngao bắc hành sau khi quát ngao nhã xong tiếp đó là đối với ngao cảnh ngao viên hai người đang kịch chiến trên không vội vàng quát lên các ngươi dừng tay cho ta vốn ngao cảnh cùng ngao viên hai người trong lúc chiến đấu nhìn thấy đám người ngao bắc hành tới trong bụng thầm vui vẻ thì đột nhiên lại nghe ngao bắc hành nói vậy thì không khỏi giật mình một cái nhất thời không hiểu ra ý tứ của ngao bắc hành là cái gì ta nói các người dừng tay lại cho ta ngao bắc hành thấy ngao cảnh Ngao viên hai người vẫn xuất thủ thì không khỏi tức khí quát lên, thậm chí là còn bay về phía hai người. Tất cả mọi người có mặt đều hai mặt nhìn nhau, tộc trưởng đây là làm sao vậy? Ngao cảnh, ngao viên lần nữa nghe ngao bắt hành quát tháo thì lúc này mới vội vàng lui lại, ngừng công kích. Sau khi ngừng công kích lại, ngao bắt hành không thèm để ý tới hai người mà hướng Long Kình Thiên phi thân tới. Long Kình Thiên thấy ngao bắt hành chạy tới, sắc mặt bình tĩnh. Long công tử, thực xin lỗi lúc trước là kim long đệ tử đắc tội mạo phạm người ta đại biểu cho kim long nhất tộc hướng người tạ lỗi dưới cái nhìn soi mói của mọi người ngao bắc hành đi tới trước mặt long kình thiên vẻ mặt cung kính mở miệng nói ra tộc trưởng vậy mà hướng đối phương xin lỗi nhìn vẻ mặt cung kính mà chân thành của ngao bắc hành tất cả kim long đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão vẻ mặt đều là không thể tin được mà ngay cả hứa vũ quân mộ dung thiến, còn có các lộ cường giả các tộc phía xa đều há to miệng. Ta ít ít ít, là ta điên rồi hay là ngao bắt hành phát điên vậy? Xa xa, một vị bạch long thái thượng trưởng lão thấy một màn như vậy, khó nhịn nổi mà văn tục một câu. Long kình thiên tại kim long thành giết kim long hạch tâm đệ tử, vậy mà ngao bắt hành lại còn hướng long kình thiên xin lỗi. Kim long nhất tộc từ khi nào mềm như nhuyễn đảng, trứng mềm, rồi ngay tại một màn khiến cho chúng nhân khiếp sợ, Long Kình Thiên vẻ mặt vẫn đạm mạc, đối mặt với Ngao Bắc Hành xin lỗi lại rất thờ ơ, mở miệng nói. Người của ta tại Kim Long thành mua đồ, Kim Long nhất tộc đệ tử các ngươi trắng trợn ngay tại nội thành cướp đoạt, việc này, ngươi xử lý như thế nào? Ngao Bắc Hành chấn động, vốn hắn cùng với chúng Kim Long thái thượng trưởng lão còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, giờ nghe được Long Kình Thiên nói ra thì không khỏi quay đầu lại, hướng đám kim long đệ tử mà phẫn nộ quát lên. Là ai? Đứng ra cho ta. Chúng kim long đệ tử không khỏi nhìn về phía ngao nhã. Ngao nhã hoảng sợ, run run rẩy rẩy mà đứng lên, sau lại quỳ xuống. Tộc, tộc trưởng, ta, sự tình, sự tình không phải. Nàng còn muốn giải thích cái gì đó nhưng mà hai hàm răng run rẩy tới lợi hại, nói không nên lời. Im ngay. Ngao bắt hành trợn mắt, mở miệng nhắc lời nàng, nói: "Nói, sự tình có phải thật sự như thế không?" Ngao Nhã sắc mặt trắng bệch, "Tộc, tộc trưởng, ta, ta có phải thật vậy hay không?" Ngao bắt hành tiếp tục quát hỏi. "Đúng, đúng, thật sự." Ngao Nhã run rẩy nói. Lúc này, đám người ngao cảnh. Ngao Viên mới minh bạch nguyên nhân của mọi chuyện. "Tộc trưởng, ngảo Nhã dù có sai, thế nhưng mà" Ngao cảnh tiến lên, đang muốn thay nữ nhi cầu tình thì đột nhiên Ngao bắt hành vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt tràn ngập hung quang mà nhìn hắn, dọa cho hắn nửa câu tiếp theo không dám nói ra. Ngao bắt hành nhìn về phía đám người kim long nhất tộc bốn phía, chậm rãi nói ra. Hủy đi vị trí trưởng lão của ngão nhã, lại đem nàng nhốt vào luyện đài, một trăm vạn năm sau mới được thả ra. Hủy đi vị trí trưởng lão. Nhốt vào luyện đài, một trăm vạn năm. Ngao Nhã vẻ mặt như tro tàn, tất cả chúng Kim Long Thái thượng trưởng lão chấn động. Chỉ có những trọng phạm mới bị nhốt vào luyện đài, bọn hắn thật không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà tộc trưởng bọn hắn lại đem Ngao Nhã nhốt vào luyện đài, hơn nữa là còn 100 vạn năm. 100 vạn năm. Mặc dù nói, 100 vạn năm đối với tiên đế cường giả cũng không phải là quá khoa trương, nhưng mà tại luyện đài ngay đêm thừa thụ địa hỏa thiêu đốt, thống khổ dị thường, 100 vạn năm trong luyện đài quả thực so với 10 tỷ này còn muốn dài hơn. Tộc trưởng, cầu người xem xét lại, đây là ngao nhã phạm lỗi lần đầu mà bỏ qua cho ngao nhã một lần. Ngao cảnh vội vàng cầu xin. Hơn nữa, trừng phạt như vậy có phải hay không là quá nặng đi. Ngao bắt hành hai mắt như đao, nhìn chầm chầm vào ngao cảnh. Ngao cảnh đối diện với ánh mắt như đao của ngao bắc hành thì không khỏi cúi thấp đầu, trong lòng thầm căng thẳng. Tiếp đó, Ngao Bắc Hành quét mắt qua tất cả đệ tử có mặt, thanh âm lạnh lẽo, nói ra. Tất cả Kim Long đệ tử, trưởng lão tham gia cướp đoạt, toàn bộ nhốt vào luyện đài, 10 vạn năm. Tất chúng đệ tử, trưởng lão tham gia vào một màn cướp đoạt kia bị dọa cho mềm nhũng chân xuống, vẻ mặt trắng bệt nhưng mà không có người dám là kẻ nào dám mở miệng cầu xin tha thứ. Chúng Kim Long Thái Thượng trưởng lão không dám lên tiếng, bọn hắn nhìn ra được Ngao Bắc Hành đã động sát ý, lúc này ai dám đi lên nhận lấy xui xẻo đây chứ ánh mắt bọn hắn nhìn về phía long kình thiên đã hoàn toàn thay đổi lúc này coi như là heo thì cũng nhìn ra thân phận của long kình thiên thực không đơn giản không đơn giản đến mức dù tại kim long thành có chém giết hạch tâm đệ tử thì cũng không có việc gì không chỉ không có việc gì mà ngay cả tộc trưởng của bọn hắn còn phải tới nhận lỗi với long kình thiên thiên hạ này có bao nhiêu người có thể thừa thụ nổi kim long tộc trưởng xin lỗi mọi người không tự âm thầm suy đoán thân phận của long kình thiên long công tử người xem ta xử lý như vậy người cảm thấy như thế nào ngay tại lúc mọi người đang đoán già đoán non thân phận của long kình thiên thì ngao bắt hành lại quay đầu lại hướng long kình thiên cung kính hỏi ngao cảnh tất cả kim long tộc nhân đều khẩn trương mà nhìn long kình thiên long kình thiên thần sắc đạm mạc nhẹ gật đầu đám người ngao cảnh thấy thế thì không khỏi thở vào một hơi kể cả ngao bắc hành ngao bắc hành cố nặng ra một nụ cười đối với long kình thiên nói ra long công tử bây giờ chúng ta đi thôi long kình thiên liếc đối phương một cái nói long công tử mời ngao bắc hành đưa tay ra làm ra thế mời tiếp đó là nói với ngao túy thái thượng trưởng lão bên cạnh ngươi cho an bài mấy gian dành cho khách quý hảo hảo chiêu đãi không được sơ sài hai chữ mấy chỗ, tự nhiên là chỉ mấy người hứa vũ quân rồi. Vâng, tộc trưởng. Ngao túy vội vàng đáp lại. Vì vậy, Ngao bắt hành liền dẫn Long Kình Thiên rời đi, hứa vũ quân thấy thế, đang muốn mở miệng liền bị ánh mắt của bàn tiểu nhị ngăn lại, sau đó Ngao túy liền dẫn mấy người hứa vũ quân tiến về Diễn Long Điện. Diễn Long Điện là điện viện chuyên môn chiêu đại khách quý của Kim Long nhất tộc. Trong quá khứ, bình thường đều là những tiên đế hậu kỳ đỉnh phong thân phận, địa vị cực kỳ cao quý mới có thể tiến vào đây. Mấy người hứa vũ quân, mộ dung thiến đờ đẫn đi theo Ngao Túy vào diễn Long Điện, theo Long Kình Thiên đi tới, cùng Kim Long Thái Thượng trưởng lão Ngao Cảnh, Ngao Viên Kịch Chiến, lại đến Kim Long tộc trưởng đối với Long Kình Thiên xin lỗi, xử phạt đám người Ngao Nhã, mấy người hứa vũ quân trong lòng không khỏi kinh ngạc hết lớp này tới lớp khác. Thẳng tới lúc Ngao Túy an bài xong mấy gian điện viện rồi đi một hồi lâu. Trong lòng mấy người hứa Vũ Quân vẫn đang không cách nào bình phục lại được. Các nàng tuy rằng một mực đi theo Long Kình Thiên, biết rõ trên người Long Kình Thiên khẳng định có đại bí mật, nhưng mà vẫn khó tin nổi một màn hôm nay được chứng kiến. Long Kình Thiên đến cùng có thân phận là gì? Thậm chí ngay cả Kim Long tộc trưởng cũng phải cung kính với Long Kình Thiên như thế. Chẳng lẽ lúc trước Hoắc Cương nói là sự thật? long kình thiên thực sự quen biết với kim long lão tổ mà vạn hải lão tổ ngao trọng không khỏi nhớ tới sự tình long kình thiên biết được hắc lôi cuồng long đại trận hắc lôi cuồng long đại trận là bí kỷ của kim long lão tổ thế nhưng mà trong lòng hắn vẫn không rõ long kình thiên vì sao lại không thừa nhận hắn là đệ tử thân truyền của kim long lão tổ hoắc cương kình thiên chàng đến cùng là có thân phận gì ngươi biết rõ đúng không hứa vũ quân rốt cuộc nhịn không được mà hỏi hoắc cương mộ dung thiến ngao trọng cửu vĩ thiên miêu tử thiên long hoàng viêm đế chu toàn đều nhìn về phía hoắc cương hoắc cương nhìn mọi người tiếp theo là lắc đầu nói chuyện này ta không thể nói mấy người hứa vũ quân mộ dung thiến thấy vậy không khỏi thất vọng yên tâm đi đến lúc sư tôn sẽ nói cho các ngươi biết sư tôn hiện tại không có nói cho các ngươi biết chính là cảm thấy chưa phải lúc hoắc cương nói ra đúng lúc này kim long tộc trưởng mang long kình thiên đi tới một ngọn núi trước khi vào núi ngao bắt hành lại cung kính dị thường mở miệng nói lão tổ long công tử ta đã mang đén ân ngươi đi đi trong hư không vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm vâng lão tổ ngao bắt hành cung kính nhận lệnh tiếp đó là lui về sau sau đó mới phi thân rời đi chỉ lóe lên một cái liền đã xuất hiện tại một chỗ xa ngay lúc ngao bắt hành rời đi không bao lâu địa phương hắn vừa đứng lúc trước đột nhiên xuất hiện một trung niên tráng hán trung niên tráng hán này mặc một thân kim long giáp phía trên kim long giáp hỗn độn cổ văn giao thoa trên người ẩn ẩn một cổ long uy kinh thiên động địa trung niên nhân sau khi xuất hiện nhìn long kình thiên một cái rồi đột nhiên hai mắt phân phất hồng lên quỳ xuống dập đầu nói Sư Tôn, người đã tới rồi." Một câu vô cùng đơn giản, lại còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Trung niên nhân này chính là đại đệ tử của Long Kình Thiên, Kim Long nhất tộc lão tổ, ngao nhất. Nhất. Trong thiên địa này, rất ít người dám lấy chữ nhất làm tên. Vốn, Long Kình Thiên cùng Ngao Cảnh, Ngao Viên hai người kịch chiến. Lực lượng chấn động truyền tới làm đánh thức Ngao Nhất. Lúc dùng thần thức tra xét phát hiện ra Long Kình Thiên thì hắn liền kinh hỉ, kích động, đang muốn chạy qua thì đột nhiên nhận được truyền âm của Long Kình Thiên, lúc này mới nén kích động, kinh hỉ trong lòng xuống, ở chỗ này chờ đợi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn đại đệ tử trước mặt, hai mắt cũng không khỏi phơn phất hồng lên. Đi tới trước mặt Ngao Nhất, nắm lấy hai tay hắn, nói: "Đứng lên đi." "Vâng, sư tôn." Ngao Nhất đứng lên, gặp lại Long Kình Thiên, tựa như bàn tiểu nhị lúc trước, hắn đột nhiên khóc lên. Sư Tôn, Đại La Thiên Cung Tam Sư Đệ, Tứ Sư Đệ, bọn hắn, bọn hắn Nghĩ tới cảnh các sư đệ lúc ấy chết thảm, ngao nhất không nhịn được mà rơi lệ. Long Kình Thiên ngửa đầu lên trời, nước mắt theo hai khóe mắt rơi xuống. Việc này, ta đã biết, ngươi yên tâm, các sư đệ của ngươi sẽ không chết vô ích đâu. Sư Tôn, đệ tử vô dụng, không thể bảo hộ Đại La Thiên Cung, không thể bảo hộ các sư đệ. Ngao nhất khóc trống lên. Long Kình Thiên nói ra. Tiểu nhị đã nói với ta rồi, việc này không thể trách các ngươi được, ngươi cùng Tôn Hành đã tận lực rồi. Các ngươi không phải là đối thủ của Minh Hà, Cộng Công. Tôn Hành, chính là nhị đệ tử của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói xong, trong tay chợt lóe hòa quang, năm khỏa trái cây xuất hiện. Hỗn độn tiên thiên, thiên ngũ lôi quả. Ngao Nhất nhìn thấy năm quả trái cây trong tay Long Kình Thiên, cả kinh nói ra. Long Kình Thiên gật đầu. Năm trái này, ngươi phục dụng xuống đi. Cái này, sư Tôn. Ngao Nhất đang muốn từ chối thì Long Kình Thiên lại khoát tay, nói: "Sư Tôn có Hỗn độn ngũ lôi thụ, mà Hỗn độn ngũ lôi quả này không những cải biến được thiên phú mà còn là thánh dược chữa thương." Hỗn độn ngũ lôi thụ Ngao nhất bật thốt lên, lắp bắp kinh hải, cuối cùng mới tiếp nhận năm quả trái cây kia từ tay Long Kình Thiên. Ngay tại lúc Long Kình Thiên cùng Ngao nhất tâm tình, Kim Long tộc trưởng Ngao Bắc Hành lại mang theo một bụng nghi hoặc ly khai, hướng Kim Long tiên quốc đại điện mà đến. Lúc trước, hắn đúng là nhận được truyền âm của lão tổ, cho nên thái độ đối với Long Kình Thiên mới đại biến như thế. Nhưng mà, Kim Long lão tổ cũng không nói rõ thân phận của Long Kình Thiên, chỉ một mực bảo hắn xưng hô Long Kình Thiên là Long công tử, cho nên cùng đám người ngao cảnh đồng dạng, trong lòng ngập tràn suy đoán về thân phận của Long Kình Thiên. Tộc trưởng. Ngao Bắc Hành vừa đi vào đại điện, chúng Kim Long Thái thượng trưởng lão vừa thấy đi vào đại điện liền toàn bộ chạy ra nghênh đón. Ngao Bắc Hành hướng chúng Thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó trở lại bảo tọa trên đại điện ngồi xuống. "Phụ thân, Long Kình Thiên này thân phận là gì?" Lúc này một người trẻ tuổi đứng đầu bên phải mở miệng nói người này chính là thiếu tộc trưởng kim long nhất tộc ngao thiếu dương chúng kim long thái thượng trưởng lão cũng đều nhìn về phía ngao bắc hành ngao bắc hành lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm mọi người khẽ giật mình ngao thiếu dương chần chờ một chút cẩn thận hỏi hắn thật sự quen biết lão tổ chúng ta ngao bắc hành nhướng mày vẻ mặt nghiêm nghị nói được rồi sự tình long công tử này các ngươi về sau không được tiếp tục nghe ngóng nữa cũng đừng hỏi tới việc này nữa nghe rõ chưa ngao bắc hành càng nói về sau ngữ khí càng thêm nặng một cổ khắc nghiệt chi khí không khỏi tán phát ra đám người trong đại điện đều rùng mình một cái vâng tộc trưởng mọi người vội vàng nhận lệnh ngao bắc hành lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó quay đầu lại nói với ngao thiếu dương dương nhi còn nửa năm nữa tổ long điện sẽ mở ra, những ngày này ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút, tranh thủ đạt được danh ngạch tiến vào tổ long điện. Ngao Thiếu Dương cung kính nói, thỉnh phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định thu được danh ngạch tiến vào tổ long điện. Ngao Bắc Hành thỏa mãn gật đầu, đối với đứa con trai này hắn vẫn rất có lòng tin, hắn nói ra, thực lực của ngươi, ta tự nhiên có lòng tin, chỉ là mấy người ngao lữ hắc long nhất tộc, ngao thang thanh long nhất tộc, ngao giật cự long nhất tộc ngươi phải chú ý một chút. Lần này ngươi có thể thu được danh ngạch tiến vào tổ long điện, được tổ long hải tẩy lễ, đối với ngươi về sau đột phá tiên đế hậu kỳ đỉnh phong có vô cùng trợ giúp. Hơn nữa, lần thiên đình thiên tài chi chiến kế tiếp còn hơn 10 năm nữa là được cử hành. Phụ thân hy vọng ngươi có thể bộc lộ tài năng trong thiên tài chi chiến, đoạt được đệ nhất. Thiên đình thiên tài chi chiến vạn năm một lần, các đại thế lực của long giới, thần giới, phật giới yêu giới các loại đại thế giới đều có thể phái đệ tử tham gia vâng phụ thân ngao thiếu dương đáp long kình thiên tại kim long thành đánh chết kim long đệ tử hạch tâm mà kim long ngao bắt hành lại còn hướng long kình thiên xin lỗi tuy rằng đã được kim long nhất tộc kiệt lực che giấu nhưng mà việc này vẫn lan ra ngoài rất nhanh một kim long hạch tâm đệ tử chết đi thậm chí là kim long trưởng lão đều không là gì cả nhưng mà sự tình kim long tộc trưởng lại hướng một người trẻ tuổi tên là long kình thiên xin lỗi lại là sự tình chấn động các tộc trong đại điện của hắc long nhất tộc ngao bất bại nghe một thái thượng trưởng lão bẩm báo mà lâm vào trầm tư long công tử tộc trưởng long công tử này thực lực siêu cường nghe nói chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong mà có thể đối chiến được với kim long thái thượng trưởng lão ngao cảnh ngao viên hắc long thái thượng trưởng lão ngao đóng nói ra còn nữa, lúc trước vạn hải trưởng lão có nói, vạn hải lão tổ mang về một người trẻ tuổi tóc đen là tiên quân hậu kỳ, sẽ không phải là long công tử này chứ? ngao bất bại nhướng mày, tiếp tục lâm vào trầm tư. tộc trưởng, ngao đống thái thượng trưởng lão phỏng đoán không phải là không có đạo lý. ngao cổ, ngao quang, còn có bảy người vạn hải trưởng môn nói không chừng là do long công tử này giết đấy. ngao thịnh thái thượng trưởng lão nói ra. Tiếp đó trong đầu chợt lóe linh quang, bật thốt lên. Lúc trước chúng ta phỏng đoán hung thủ bố trí lôi hệ đại trận, cho nên chính người ngao cổ mới không có cơ hội chạy trốn, chẳng lẽ là Kim Long nhất tộc hắc lôi cùng long đại trận? Hắc lôi cùng long đại trận? Đám người Hắc Long nhất tộc chấn động. Thế nhưng mà, Hắc lôi cùng long đại trận là bí kỷ của Kim Long lão tổ, hơn nữa toàn bộ Kim Long nhất tộc chỉ có mỗi Kim Long lão tổ nắm giữ. Ngao đống nói ra, ngoại giới cũng không có đồn kim long lão tổ có thân truyền đệ tử, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có. Ta đoán Long công tử này chính là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ, mà ngay cả Kim Long tộc trưởng cũng không biết. Nếu như Long công tử này là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ, như vậy chuyện bố trí ra được hắc lôi cùng Long đại trận cũng không phải là chuyện kỳ quái. Ngao Thịnh nói ra. Mọi người lần nữa khẽ giật mình. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích cho hành vi của kim long tộc trưởng ngao bắc hành vì cái gì lại hướng long công tử này xin lỗi cũng trị tội đám người ngao nhã nhất định là ngao bắc hành đã nhận được mệnh lệnh của kim long lão tổ ngao thịnh tiếp tục nói ra mọi người hai mặt nhìn nhau không thể không nói ngao thịnh phỏng đoán rất có lý ngao bất bại gật gật đầu hiển nhiên hắn cũng tin tưởng người trẻ tuổi tóc đen kia chính là long công tử đệ tử thân truyền của kim long lão tổ này không nghĩ tới kim long lão tổ như vậy mà thu nhận đệ tử thân truyền còn nữa tiểu tử này thiên phú đích xác là không khỏi quá kinh khủng đi tiên quân hậu kỳ đỉnh phong vậy mà có thể đối chiến hai vị tiên đế trung kỳ đỉnh phong cường giả một vị thái thượng trưởng lão khác đột nhiên nói ra đại điện một mảnh tĩnh mịch tộc trưởng nếu như long công tử này thực đúng là đệ tử thân truyền của kim long lão tổ vậy cái chết của đám người ngao cổ ngao quan chúng ta lát sau ngao đóng cẩn thận dò hỏi một câu ngao bất bại trầm ngâm sự tình ngao cổ ngao quan trước không cần tra xét nữa hắn quay đầu lại đối với một người trẻ tuổi bên dưới đại điện nói lữ nhi nửa năm sau tổ long điện mở ra ngươi trước phải tranh đoạt được một danh ngạch tiến vào tổ long điện thỉnh phụ thân yên tâm ngao lữ cung kính nói còn nữa nửa năm sau tổ long điện mở ra Long công tử kia có lẽ sẽ tham gia, đến lúc đó ngươi thăm dò một chút thực lực của người này. Ngao bất bại nói. Vâng, phụ thân. Sau đó, Ngao bất bại vẫy tay cho mọi người lui ra, tiếp đó thân ảnh lóe lên, đi tới một cái không gian thần bí. Sau khi đi tới không gian này, một lão giả thân hình cao lớn, mặt hắc long chiến giáp, hai mắt đen kịp như đêm đen xuất hiện trước mặt Ngao bất bại. Lão tổ. Thấy lão giả xuất hiện, ngao bất bại vội vàng cung kính nói lão giả này đúng là hắc long lão tổ ngao ám nói đi chuyện gì ngao ám hỏi thanh âm khàn khàn ẩn ẩn có một loại ma lực khiếp người vâng lão tổ ngao bất bại đáp tiếp đó liền đem sự tình của long kình thiên nói ra một lần ngao ám hai mắt lập lòe không thôi tiên quân hậu kỳ đỉnh phong đối chiến hai đại tiên đế trung kỳ đỉnh phong nhưng lại chiếm được thượng phong không nghĩ tới ngao nhất này lại tìm được một đệ tử thiên phú nghịch thiên như thế ngay cả trong lòng của lão cũng khiếp sợ không thôi hắn sinh ra từ hỗn độn đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người tiên phú nghịch thiên tới loại tình trạng này lão tổ ý tứ của minh hà thiên tôn chúng ta ngao bất bại cẩn thận dò hỏi ngao ám hừ lạnh một tiếng cười nói minh hào lão quỷ kia muốn chúng ta ra tay giết chết ngao nhất sau khi chuyện thành công liền cho chúng ta một kiện hỗn độn chí bảo, hỗn độn chí bảo. Hắc, thật là đúng mê người A. Đáng tiếc, hắn thật đúng là coi ngao ám ta là kẻ ngu rồi, loại ăn nói linh tinh này ai mà chả nói được. Ngao bất bại nói ra. Kim Long lão tổ bản thân bị trọng thương, chúng ta muốn giết hắn. Ngao ám khoát tay. Nói ra. Ngao nhất không phải dễ dàng giết như vậy cho dù bản thân hắn bị trọng thương thì cũng không phải là ngươi có thể đối phó được. Kim Long lão tổ thực sự lợi hại như vậy. Ngao bất bại có chút không tin, dù sao hắn cũng là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Kim Long lão tổ nếu như không bị thương, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Kim Long lão tổ, nhưng mà hiện tại lại là trọng thương, hắn chẳng lẽ còn không đối phó được. Ngao ám nhìn Ngao bất bại mà cười lạnh, nói. Minh Hà lão quỷ kia đều không thể giết nổi Ngao nhất, ngươi có thể giết được hả? Ngao bất bại trầm mặt. Được rồi, lui ra đi. Ngao ám vung tay lên, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Cung tiễn lão tổ. Ngao bất bại cung kính nói, tiếp đó liền rời khỏi không gian thần bí này. Trả lời kèm theo trích dẫn. Hắc Long tộc trưởng Ngao bất bại rời khỏi không gian thần bí kia xong liền một mạch phi hành ra khỏi Hắc Long sơn mạch, đi tới một khu rừng rậm. Ngao bất bại sau khi vào rừng cả khu rừng liền chấn động, một cái hắc y nhân toàn thân được bao phủ trong một lớp hắc sắc sương mù chợt xuất hiện. Hai người bày bố cấm chế ngăn cách ngoại giới lại, sau khi bí mật nói chuyện một hồi lâu thì hắc y nhân rời đi. Ngao bất bại lúc này mới quay trở lại hắc long sơn mạch. Kim long sơn mạch, trong kim long tiên quốc. Long Kình Thiên gặp lại đại đệ tử, Kim Long lão tổ xong liền cùng đám người bàn tiểu nhị, Hư Vũ Quân tạm thời lưu lại Kim Long nhất tộc. Một ngày nào đó, Long Kình Thiên từ trong Phật Long Kim đỉnh tu luyện đi ra, đang phi hành thì đột nhiên nghe được vài tên Kim Long đệ tử phía trước nghị luận. Các ngươi nói xem, lần này Tổ Long điện mở ra, ai sẽ là người đoạt được đệ nhất? Hẳn là thiếu tộc trưởng của chúng ta rồi, thiếu tộc trưởng chúng ta đã đem bí điển cao cấp nhất Kim Long nhất tộc Kim Long chi thân tu luyện tới đại thành rồi. Mấy vị thiếu chủ Thanh Long nhất tộc Hắc Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc khẳng định không phải là đối thủ của thiếu chủ chúng ta. Cái này không nhất định, ta nghe nói thiếu chủ Hắc Long nhất tộc ngao lữ thực lực cũng rất mạnh, từng đã đánh bại một tiên đế hậu kỳ thái thượng trưởng lão. Còn có Thanh Long nhất tộc thiếu tộc trưởng ngao thang thực lực cũng không yếu, ngay cả Thanh Long chi nhãn Thanh Long nhất tộc không ai luyện thành cũng đều luyện thành được. Mấy tên Kim Long đệ tử này vừa nghị luận, vừa đi xa dần. Long Kình Thiên nghe được, nội tâm khẽ động, tổ long điện. Tổ long điện. Hắn biết rõ, tổ long điện ở bên trong có một kiện trọng bảo, tổ long hải. Tổ long hải chính là do một kiện hỗn độn chí bảo ra đời từ hỗn độn hóa thành, long tộc chi tổ, đầu long tộc đầu tiên giữa thiên địa này chính là ra đời từ tổ long hải. Hỗn độn chí bảo tổ long hải này ẩn chứa một cổ hỗn độn lực lượng khó lường. Long tộc đệ tử nếu như có thể tiến vào tổ long điện tiếp nhận tẩy lễ, có thể kích thích long mạch lực lương ẩn chứa bên trong long hồn, khiến cho thiên phú lần nữa tiến hóa. Đương nhiên, chỗ tốt không chỉ có như vậy, cho dù không phải là long tộc đệ tử tiến vào trong đó. Tiếp nhận tổ long hải tẩy lễ cũng có thể kích phát được tiềm lực, cảnh giới, thực lực bản thân đều gia tăng lên một khoảng lớn. Bất quá, theo Long Kình Thiên biết, tổ Long Hải này từ lúc Long Giới ra đời tới nay tổng cộng chỉ mới mở ra hai lần, không nghĩ tới lần thứ ba lại mở ra vào lúc này. Long Kình Thiên đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng trước có hai người bay tới, đúng là Ngao Cảnh Thái Thượng trưởng lão Long Hình Điện cùng truyền công trưởng lão Ngao Viên. Hai người vừa nhìn thấy Long Kình Thiên thì không khỏi giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp được Long Kình Thiên tại chỗ này. Tự nhiên lần nữa gặp lại Long Kình Thiên, hai người Ngao Cảnh, Ngao Viên sắc mặt không thể nào tốt đẹp gì. Ngao Viên giật giật ống tay áo của Ngao Cảnh, tiếp đó liền đi tới trước mặt long kình thiên gắn nặng ra một nụ cười mà nói ra long công tử ngao cảnh cũng đành phải hồ theo một tiếng vẻ mặt không tình nguyện long kình thiên liếc hai người một cái nhẹ gật đầu vẻ mặt đạm mạc mà phi thân rời đi nhìn bóng lưng long kình thiên rời đi ngao cảnh hai mắt âm lãnh ngao viên thấy thế thì không khỏi hít sâu một hơi nói ra long giới các tộc hiện giờ cũng đang nghị luận nghe đồng tiểu tử này chính là thân truyền đệ tử của Kim Long lão tổ chúng ta. Ngao cảnh huynh, ta xem ngươi tốt hơn là. Ngao cảnh ánh mắt lập lòe, thanh âm trở nên trầm thấp, nói ra. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền quay người bay đi, mà Ngao viên lại lắc lắc đầu, phi thân theo sát phía sau. Long Kình Thiên sau khi rời khỏi liền đi tới cấm địa của Kim Long nhất tộc, chính là chỗ đại đệ tử của hắn, Kim Long lao tổ Ngao nhất tu luyện. Long Kình Thiên sau khi đến, không gian phía trước người chợt chấn động, một người xuất hiện, đúng là Ngao Nhất. Bái kiến sư Tôn. Ngao Nhất cung kính bái nói. "Đứng lên đi." Long Kình Thiên đợi Ngao Nhất đứng lên xong liền cười cười, hỏi: "Thương thế tốt rồi." Ngao Nhất vui vẻ cười nói: "May mắn là có Hỗn Độn Tiên Thiên Ngũ Lôi Quả của sư Tôn, bằng không thì thương thế của đệ tử chẳng biết lúc nào mới khôi phục." Long Kình Thiên thấy một ít thương thế của đại đệ tử đã khôi phục, trong nội tâm thầm cao hứng một trận, cùng ngao nhất đàm tiếu một hồi lên mở miệng nói ra. Ta nghe một vài kim long đệ tử nói, tổ long điện muốn mở ra lần thứ ba. Ngao nhất ngẩn người, tiếp đó liền nói ra. Đệ tử gần đây một mực bế quan, cho nên cũng không biết việc này. Chợt hắn nghe ra ý tứ của Long Kình Thiên, không khỏi bật thốt lên. Sư Tôn muốn vào tổ long điện long kình thiên nhẹ gật đầu ngao nhất nói sư tôn muốn vào tổ long điện đệ tử liền đi an bài ngay dứt lời hắn liền xuất ra một cái ngọc phù truyền lệnh cho ngao bắt hành một cái rồi nói ra sư tôn đệ tử đã phân phó ngao bắt hành đến lúc đó hắn sẽ mang sư tôn tiến về tổ long điện long kình thiên gật đầu nói ra lão gia hỏa Trúc long kia đã ra ngoài Trúc long chính là đầu long tộc đầu tiên sinh ra giữa thiên địa này là tối cường giả của long giới và cũng là lão tổ của tất cả long tộc long kình thiên năm đó cùng chúc long là hảo hữu ngao nhất giật mình một cái tiếp theo nói ra đúng vậy sư tôn chúc long lão tổ đã đi phật giới tìm phật tổ rồi chỉ là không rõ là vì chuyện gì nói đến đây hắn lại cười nói năm đó chúc long lão tổ biết sư tôn chứng đạo thất bại đã vẫn lạc, nếu như biết sư tôn vẫn còn sống, chúc Long lão tổ khẳng định thật cao hứng. Long Kình Thiên gật đầu cười cười. Sau đó, Long Kình Thiên liền rời khỏi, trở về Diễn Long Điện. Lúc trở lại Diễn Long Điện, đám người hứa vũ quân cũng đã từ trong tu luyện đi ra. Mấy tháng này, mấy người hứa vũ quân đã luyện hóa được số huyết Long Châu cùng bác Hoang Vạn Thừa đang còn dư lại. Thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, cùng với lúc mới tới Kim Long nhất tộc so sánh lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hứa Vũ Quân đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là đột phá Tiên quân. Hứa Vũ Quân chính là Hồng Mông đại đạo thể, Thiên Phú tự nhiên không cần phải nói, so với bản thân hắn cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà đám người mộ dung thiến cũng đã đều đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, đạt tới sơ kỳ. Về phần Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người thực lực cũng gia tăng lên không ít kình thiên sư tôn lão đại đám người hứa vũ quân thấy long kình thiên liền trở nên vui vẻ tiến lên phía trước nói long kình thiên quét mắt qua mọi người gật đầu cười cười vừa rồi đang nói chuyện gì đó cửu vĩ thiên miêu cười nói chúng ta đang phỏng đoán thân phận của lão đại hiện ở bên ngoài nghị luận rất nhiều nói lão đại chính là đệ tử thân truyền của kim long lão tổ cửu vĩ thiên miêu nói xong cùng mọi người toàn bộ đều nhìn về phía long kình thiên đặc biệt là hứa vũ quân mộ dung thiến hai nàng đôi mày liễu nhìn chằm chằm long kình thiên mà không hề chớp lấy một cái long kình thiên không khỏi cười cười chính là các ngươi nói a à, kim long lão tổ thân truyền đệ tử hắn cùng với bàn tiểu nhị liếc nhau một cái bàn tiểu nhị bất đắc dĩ cười khổ khoa lão đại không nghĩ tới ngươi thật sự là thân truyền đệ tử của kim long lão tổ long kình thiên vừa dứt lời cửu vĩ thiên miêu liền đế lời ngay vẻ mặt khoa trương nói ra về sau có kim long lão tổ bảo kê chúng ta đây tại long giới không phải là quét ngang được rồi sao long kình thiên cũng không có thừa nhận thẳng nhưng mà cửu vĩ thiên miêu lại nghĩ lầm đây là long kình thiên thừa nhận long kình thiên nghe vậy thì không khỏi trêu một câu ngươi về sau không những được quét nang mà còn có thể nằm chạy xéo chạy qua chạy lại long giới ai cũng không dám chọc giận miêu đại gia ngươi a à. mọi người ha hả cười lên cửu vĩ thiên miêu cũng đều cười tới ngoác cả miệng ra vài ngày sau kim long tộc trưởng ngao bắt hành liền tự mình đi mời long kình thiên tới kim long đại điện cùng nhau đi tới tổ long điện vốn cho dù long kình thiên là thân truyền đệ tử của kim long lão tổ đi chăng nữa ngao bắc hành cũng không cần phải làm như thế chỉ là do kim long lão tổ đặc biệt dặn dò qua ngao bắc tự nhiên không dám sơ sài rồi đang chờ tại kim long đại điện chúng thái thượng trưởng lão thấy tộc trưởng mang theo long kình thiên đi vào thì sắc mặt không khỏi muôn màu muôn vẽ lên ngao bắc hành quét mắt đám người dưới điện nhìn ra suy nghĩ trong lòng của mọi người hắn nói long công tử đợi lát nữa sẽ cùng chúng ta tiến về tổ long điện tộc trưởng chuyện này chỉ sợ có chút không ổn lúc này ngao cảnh lại tiến lên nói ra mọi người cùng nhìn chằm chằm vào thái thượng trưởng lão của kim long hình điện ngao cảnh tộc trưởng của kim long tộc ngao bắt hành nhướng mày mắt lóe tia khó chịu thái thượng trưởng lão của kim long hình điện ngao cảnh cảm giác được ánh mắt của mọi người tự biết mình lỡ mồm vội nói Tộc trưởng, thuộc hạ ý muốn nói tổ Long Điện trước giờ chỉ có đệ tử các tộc của Long tộc chúng ta mới được tiến vào, Long công tử. Hắn không phải là đệ tử các tộc của Long tộc chúng ta, cho nên, cho nên. Mọi người im lặng không nói. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành lặng im đứng dậy, gã cũng có lo về vấn đề này, nhưng đây là quyết định của lão tổ, gã nào dám nghi ngờ. Đúng vậy, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, Ngao Cảnh nói không phải không có lý. Lúc này Thái thượng trưởng lão của truyền công phòng, Ngao Viên cũng lên tiếng. Đến lúc đó Long công tử đi trước, Hắc Long bộ tộc, Bạch Long bộ tộc, Cự Long bộ tộc, Thanh Long bộ tộc, sợ là mấy vị tộc trưởng cũng sẽ cản trở, sẽ không đồng ý tộc trưởng của Kim Long tộc. Ngao Bắc Hành nhíu chặt mày, nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không thấu đang nghĩ cái gì. Tộc trưởng của Kim Long tộc Ngao Bắc Hành trầm ngâm nói. Tốt lắm, việc này đừng nữa nói, đây là quyết định của lão tổ chúng ta. Đợi tới tổ Long Điện, nếu Hắc Long, Thanh Long, Bạch Long, Cự Long mấy tộc cản trở thì ta sẽ bẩm báo lão tổ của chúng ta biết. Quả nhiên là ý của lão tổ. Mọi người nghe nói vậy thì nhìn nhau, im miệng không dám nói thêm nữa, cho bọn họ một vạn lá gan cũng không dám nghi ngờ quyết định của lão tổ họ nhưng mọi người càng thêm tin tưởng Long Kình Thiên là đệ tử đích truyền của lão tổ bọn họ. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành quay đầu lại hỏi: "Long công tử, chúng ta sắp đi Tổ Long Điện ngay, ý của ngươi là?" Long Kình Thiên gật đầu. Thế là tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành đi với Long Kình Thiên, còn có đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương bay lên, ra khỏi Kim Long tiên quốc, đến Tổ Long Điện. Tổ Long Điện ở đất cực Bắc Long Giới, theo Kim Long Đại Lục chạy tới Tổ Long Điện, lấy tốc độ của bọn họ cần khoảng 10 ngày. 10 ngày sau, mọi người đến cánh đồng tuyết tránh xóa. Trên bầu trời cánh đồng tuyết, từng đoàn tuyết rơi lất phất. Đoàn tuyết không phải màu trắng, có một chút màu lam sáng bóng, có chút giống lam tuyết trong băng phách lam tuyết đại trận mà Long Kình Thiên bố trí. Đương nhiên chúng đều không phải là băng phách lam tuyết, nhưng cũng cực kỳ rét lạnh mọi người ở trong tuyết, khí lạnh như trăm ngàn hàng đao cắt xé họ. Đi vào cánh đồng tuyết rồi, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành mang theo đám người Long Kình Thiên tiếp tục tiến tới trước, lát sau thấy một tòa cung điện to lớn ở trong cánh đồng tuyết. Cung điện này cho người cảm giác rất to, phi thường lớn, thật lớn. Cung điện vững vững ở nơi nào? Khí thế kinh người, làm cho người ta có cảm giác sắp đâm thủng tầng mây toàn bộ cung điện chiếm không biết bao nhiêu vạn dặm, bản thân cung điện do ngàn vạn con rồng từ vạn tộc long giới tạo thành, có kim long, thanh long, bạch long, hắc long, cự long, đà long, phật long. Từng con rồng, có dữ tợn, có an tường, có ngửa đầu, có nằm sấp, có chém giết, có bể nghệ thiên hạ, có ngao du trời cao. Chỉ nhìn tòa long cung to lớn do ngàn vạn con rồng của long tộc tạo thành đã kích thích thị giác của họ, khiến người ta càng thêm kinh ngạc, bao gồm thân là tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành. Mặc dù tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành và đám thái thượng trưởng lão của Kim Long bộ tộc từng đến đây vài lần, nhưng mỗi lần đứng trước tổ Long Điện thì trong lòng đều khó tránh khỏi kinh ngạc. Tổ Long Điện này bình thường chỉ mở ra khi xảy ra việc rất lớn với Long Giới, các tộc trưởng, thái thượng trưởng lão mới tới nơi này tụ hợp, bàn bạc sự việc mặc dù long kình thiên mấy lần tới long giới nhưng đây là lần đầu tiên đến tổ long điện nhìn thấy tổ long điện này lòng long kình thiên hơi kinh ngạc long kình thiên nhìn ra được tổ long điện không phải kiến trúc đơn giản mà là một hỗn độn chí bảo giống như hỗn độn chí bảo của tổ long hải phật long kim đỉnh của hắn hiện tại là cực phẩm hỗn độn linh bảo nếu có thể lại thăng chức thì chính là hỗn độn chí bảo nhưng nói dễ hơn làm đầu tiên hỗn độn chi hỏa trong người Long Kình Thiên phải tấn chức hồng mông chi hỏa, hơn nữa không biết phải tìm kiếm bao nhiêu hỗn độn tài liệu. Hơn nữa hỗn độn chí bảo uy lực vượt xa không phải cực phẩm hỗn độn linh bảo có thể sánh bằng. Ở trước mặt hỗn độn chí bảo thì hỗn độn linh bảo quả thực chính là rác rưởi, đúng vậy, là rác, tựa như thiên tôn ở trước mặt hỗn nguyên thánh nhân. Không chứng đạo thành thánh, ở trong mắt của thánh nhân đều là con kiến. Bao gồm thiên tôn đừng nhìn trong vạn giới thiên tôn uy phong bát diện, địa vị cực cao, nhưng ở trong mắt thánh nhân thì không khác gì tiên đế. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng cười sang sảng. Bắc hành huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã mấy vạn năm không gặp mặt đi. Long kình thiên nhìn lại, chỉ thấy một đám long tộc mặt hắc long chiến giáp bay hướng bên này. Không hề nghi ngờ, đối phương là hắc long bộ tộc. Long kình thiên nhìn tộc trưởng của hắc long bộ tộc, Ngao bất bại đi ở trước nhất. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao bất bại này lần trước Long Kình Thiên đến Long Giới có gặp qua một lần. Lần này gặp lại, hắn phát hiện thực lực của đối phương tăng lên không ít. Bình thường tiên đế sơ kỳ cường giả, tiên đế pháp tắc là một ức, tiên đế pháp tắc đột phá 10 ức thì chính là tiên đế hậu kỳ, đạt tới hơn 10 ức chính là tiên đế hậu kỳ cao nhất. Lần trước Long Kình Thiên gặp tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao bất bại, Tiên đế pháp tắc mới 200 ức, hiện tại thế nhưng đã là 220 ức. 20 ức. Đừng thấy 20 ức không nhiều lắm, tiên đế cường giả tu luyện mỗi một cái tiên đế pháp tắc đều rất khó, thêm 20 ức thì thực lực tăng lên một phần. Xem ra trên người tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại có bí mật. Long Kình Thiên thầm nghĩ, hoặc là tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại chiếm được Thiên Đại Kỳ Ngộ, bằng không thì không thể nào thực lực tăng lên nhiều như vậy tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành thấy đám người tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại đều dẫn nhóm Kim Long bộ tộc tiến lên nên đón. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành chắp tay cười nói. Thì ra là Bất Bại Huynh. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại nhìn Long Kình Thiên, hỏi. Vị này là tộc trưởng của Kim Long tộc. Ngao Bắc Hành cười nói. Vị này là Long Công Tử thì ra các hạ chính là Long Công Tử. Tộc trưởng của Hắc Long Bộ Tộc, Ngao Bất Bại cười nói. Danh tiếng của Long Công Tử hiện tại danh chấn toàn bộ Long Giới, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão, Ngao Cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão của truyền công phòng, Ngao Viên liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Long Công Tử. Thái Thượng Trưởng Lão, Ngao Cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão của truyền công phòng, Ngao Viên đứng sau lưng tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao bắt Hành sắc mặt khó coi. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bất Hành cười to bảo: Thiên phú của Long công tử đúng là đúng là kinh người. Ta nghĩ cho dù là hai vị thái thượng trưởng lão của hai vị Hắc Long bộ tộc các ngươi liên hợp lại thì e rằng không phải là đối thủ của Long công tử. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại tươi cười cứng lại, cười hỏi: Long công tử lần này cũng tham gia so tài tổ Long điện? Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bất Hành tiếp lời đây là ý của lão tổ chúng ta. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao bất bại nói. Nghe nói Long công tử là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ. Hơn nữa biết cả Hắc Lôi cùng Long đại trận của Kim Long lão tổ. Hắc Lôi cùng Long đại trận. Tộc trưởng của Kim Long tộc. Ngao Bắc Hành và đám người Kim Long bộ tộc lắp bắp kinh sợ. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt không có biểu tình. Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, ngao bất bại vừa nói vừa đi, rất nhanh cả đám tới trước quảng trường tổ Long Điện. Khi đám người Long Kình Thiên đến thì Thanh Long bộ tộc và Bạch Long bộ tộc cũng tới nơi. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, tộc trưởng của Hắc Long tộc thấy hai người tộc trưởng của Kim Long tộc, ngao Bắc hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, ngao bất bại đi tới thì tiến lên bắt chuyện. Hai người giống như tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc. Ngao bất bại, dò hỏi thân phận của Long Kình Thiên, ý đồ từ chỗ tộc trưởng của kim long tộc ngao bắc hành tìm hiểu xem long kình thiên có thật sự là đệ tử chân truyền của kim long lão tổ đám cường giả các tộc của long tộc tiến đến tổ long điện đã biết thân phận thật sự của long kình thiên tiếc là ngay cả tộc trưởng của kim long tộc ngao bắc hành cũng không dám khẳng định hắn có phải là đệ tử đích truyền của kim long lão tổ không cho nên đám cường giả các tộc của long tộc phải đến hỏi thăm tin tức nhưng khi đám cường giả các tộc của long tộc nghe nói long kình thiên tham gia so tài ở tổ long điện là ý của kim long lão tổ đa số đều cho rằng long kình thiên là đệ tử đích truyền của kim long lão tổ không hề lấy thân phận của kim long lão tổ sao có thể cho long công tử đến tham gia so tài ở tổ long điện khiến đám người kim long bộ tộc không ngờ là long kình thiên muốn tham gia so tài ở tổ long điện vì vậy đám cường giả các tộc của long tộc không ra tiếng phản đối thấy vậy tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổ Long Điện mở ra, chỉ có 10 người vào được, nhận lễ rửa tội của Tổ Long Hải. Vì vậy các tộc ở Long Giới lấy so đấu quyết định 10 người này. Đương nhiên so đấu không phải là so đấu lôi đài bình thường mà qua săn bắt yêu thú tích lũy điểm xếp hạng. Điều này khá giống với lúc trước Long Kình Thiên ở Võ Thần Điện tại Nhân gian, tấn chức nội điện đệ tử nhận nội điện thảo hạch, nhưng lúc ấy là đánh chết bán ma, mà hiện tại là đánh chết yêu thú. Đương nhiên điểm này cũng có thể giành lấy từ đánh bại đối thủ khác. Long giới đều biết vạn chủng tộc mỗi một tộc đều chỉ có thể phái hai người tham gia tỷ thí, mà Kim Long bộ tộc là Long Kình Thiên và thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương. Long Kình Thiên và các đệ tử Long tộc tham gia so đấu tụ tập cùng một chỗ. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên nói. Mặt sau để ta nói quy tắc so đấu đi hiện tại còn hai ngày là mở ra tổ long điện trong vòng hai ngày này tất cả đệ tử tiến vào long đảo tham gia so đấu săn giết yêu thú càng nhiều thì càng có nhiều điểm đương nhiên cũng có thể cướp lấy điểm từ người khác hai ngày sau long đảo tỷ thí chấm dứt 10 người đứng đầu có thể đạt được danh ngạch tiến vào tổ long điện dựa theo thứ tự đứng hạng thứ nhất đi vào tổ long điện đầu tiên một canh giờ sau hạng hai tiến vào cứ đó suy ra sau chín canh giờ hạng 10 mới được vào mỗi lần tổ long điện mở ra chỉ có thời gian một ngày, sau một ngày thì 10 đệ tử tiến vào tổ long điện sẽ bị truyền tống đi ra. Giọng của tộc trưởng của thanh long tộc, ngao bất điên vang vọng trên bầu trời quảng trường. Thời gian một ngày. Cho nên người thứ nhất vào tổ long điện sẽ được tổ long hải rửa tội, hạng 2 chỉ có 23 canh giờ, hạng 10 chỉ có 15 canh giờ. Nhận lễ rửa tội tổ long hải đương nhiên là thời gian càng dài càng tốt, cho nên thứ tự càng đứng đầu thì càng quan trọng. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao Bất Điên nói xong khiến mấy vạn đệ tử tham gia so tài đi tới truyền tống trận trên quảng trường. Truyền tống trận chớp lóe ánh sáng, truyền tống đám người vào Long đảo. Lần này đệ tử Long tộc quảng trường toàn bộ đều là tiên đế cường giả, cho nên chỉ có Long Kình Thiên là là tiên quân, đương nhiên, cũng không ai dám cười nhạo hắn dù sao ai đều biết thực lực thật sự của Long Kình Thiên có thể so với tiên đế hậu kỳ cường giả. Bởi vì tất cả đệ tử Long tộc tham gia so đấu bị truyền tống vào Long đảo, phân tán các góc, cho nên khi Long Kình Thiên vào Long đảo thì chia cách với thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương. Long Kình Thiên triển khai thần thức, phát hiện ở trong vòng Long đảo trời cao bao phủ một tầng sương mù màu trắng nhạt. Hơn nữa thần thức bị nhất định hạn chế. Ví dụ như ở bên ngoài thần thức của Long Kình Thiên có thể thăm do một ngàn ức dặm, nhưng trong Long Đảo thì chỉ có phạm vi một ngàn dặm. Tuy nhiên, mặc dù thần thức bị hạn chế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Vì vậy Long Kình Thiên không thi triển thiên phạt chi nhãn, dù sao sử dụng nó hao tổn lực lượng bản nguyên rất nhiều. Vì vậy Long Kình Thiên triển khai thần thức, thân hình chợt lóe, khi lại xuất hiện thì đã tới trên bầu trời một sơn cốc cách một vạn dặm hai tay Long Kình Thiên bỗng vỗ xuống sơn cốc. Chỉ thấy Long Kình Thiên vỗ một cái, từng lôi điện màu vàng và đen như sóng to không ngừng lan tràn. Bao phủ toàn bộ sơn cốc phía dưới. Từ sơn cốc vang tiếng thú gầm. Sau đó tiếng thú rống ngừng bạc. Một quả Long Châu trên tay Long Kình Thiên lóe ánh sáng. Long Châu có màu trắng trong suốt có một văn lộ, tổng cộng 90 cái, có thô có mảnh. Long Kình Thiên nhìn con số trên Long Châu. 932 Mới rồi Long Kình Thiên đánh chết mấy trăm yêu thú trong sơn cốc, trong đó có một thực lực tiên đế sơ kỳ, còn lại đều là tiên quân, La Thiên Thượng Tiên. Yêu thú dưới La Thiên Thượng Tiên thì giết một con được một điểm. Yêu thú có thực lực tiên quân giết một con được 10 điểm. Sơ kỳ tiên đế là 100 điểm, trung kỳ 1.000 điểm, hậu kỳ một vạn điểm. Lần này đệ tử Long tộc tham gia so đấu tiến vào Long đảo mạnh nhất chỉ là tiên đế hậu kỳ, cho nên giết yêu thú hậu kỳ tiên đế gần như là chuyện không thể, cùng lắm là giết yêu thú trung kỳ tiên đế, đương nhiên đừng nói là yêu thú trung kỳ tiên đế, dù là yêu thú sơ kỳ tiên đế cũng rất khó giết được. Nếu như yêu thú tiên đế cấp bậc muốn chạy trốn đi thì rất khó đuổi theo. Long Kình Thiên đánh chết yêu thú trong sơn cốc xong thu lấy tiên đế yêu thú tiên phù, bay lên, khi lại xuất hiện đã tới một khu rừng rậm cắt chỗ của mấy trăm vạn dặm. Tràng rậm này cây cối rất kỳ quái, Thân cây giống như một con rồng, toàn thân đỏ bừng, lá cây là màu vàng kim. Mỗi cái cây đều rất lớn, thân cây nhỏ nhất cũng cỡ 10 trượng, cao nhất là ngàn trượng. Long Kình Thiên thầm nghĩ, Hồng Long thụ. Hồng Long thụ là một loại cây kỳ dị trong thiên địa, loại cây này có thể hấp thụ thiên địa hỏa nguyên lực, hơn nữa không kết trái, không nở hoa. Nhưng lá của Hồng Long thụ là tài liệu quan trọng để luyện chế một loại cực phẩm hỗn độn tiên đan hồng long hỏa đan. Long kình thiên không ngờ là long đảo lại có hồng long thụ, hơn nữa nhiều như vậy. Nhưng mặc dù lá của hồng long thụ là tài liệu quan trọng để luyện chế một loại cực phẩm hỗn độn tiên đan, hồng long hỏa đan, nhưng long kình thiên không để ý tới đó mà lắc người, đi tới đỉnh một hồng long thụ, tay lóe ánh sáng, vung lên, có tiếng thú trống như rồng ngâm hét thảm thiết. Cùng thanh âm là một hồng long yêu thú dài trăm trượng, màu đỏ rực té từ hồng long thụ xuống đây đúng là một loại yêu thú kêu là hồng mãn. Nhưng Long Kình Thiên đánh chết yêu thú hồng mãn chỉ có tiên quân thực lực. Theo sau, Long Kình Thiên lắc người, mỗi lần nhảy lên là sẽ có một con hồng mãn yêu thú chết ở trong tay của hắn. Bao gồm tiên đế sơ kỳ. Tốc độ của Long Kình Thiên cực nhanh, hơn nửa thân hình chấp động không một chút lực lượng dao động, cho nên đám yêu thú hồng mãn căn bản không kịp phản ứng liền chết trong tay hắn. Rất nhanh, một ngày đi qua. Long châu trên tay Long Kình Thiên đã bị văn lộ màu vàng tràn ngập, ánh vàng rực rỡ. Trong vòng một ngày, không biết có bao nhiêu yêu thú chết ở dưới tay của Long Kình Thiên. Trên Long châu biểu hiện con số là 20 vạn 6532. Nhưng mặc dù Long châu biểu hiện số điểm nhưng không có xếp hạng, cho nên không đến cuối cùng, không ai biết mình đứng hạng thứ mấy. Ngay khi Long Kình Thiên giết chóc một tiên đế sơ kỳ yêu thú thì vài tên đệ tử của Long tộc bay tới gần chỗ hắn. So đấu trên Long đảo, một vài đệ tử của Long tộc tạm thời hợp tác, hình thành đoàn thể nhỏ, cùng nhau giết yêu thú, chia đều số điểm. Mặc dù chia đều thế này thì tích lũy điểm khá chậm, nhưng an toàn hơn một người đi. Hơn nữa vài người tụ cùng một chỗ, gặp một số đệ tử Long tộc tham gia so đấu lạc bầy thì bọn họ có thể cướp lấy điểm Long châu trên tay đối phương. Bốn gã đệ tử của Long tộc cảm giác khi Long Kình Thiên giết tiên đế sơ kỳ yêu thú thì lực lượng dao động nên mới chạy tới đây. Đệ tử mới rồi không ngờ Long Châu có điểm hơn 13 vạn. Ha ha, bốn người chúng ta chia đều thì mỗi người 3 vạn, nếu gặp được vài đệ tử như vậy thì chúng ta có cơ hội vào 10 hàng đầu rồi. Đúng vậy. Chỉ cần không gặp đến mấy tên biến thái như thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, Thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Dật, lấy thực lực của bốn chúng ta hợp tác thì không ai là đối thủ. Lần này cũng không biết chúng ta có gặp được cá lớn hay không, nếu ta lại tăng thêm 3 vạn điểm là sẽ có 19 vạn điểm. Mấy người vừa tới gần Long Kình Thiên vừa trò chuyện, tuy cảm ứng lực lượng dao động phía trước không kém nhưng bốn người cũng không để ở trong lòng. Tựa như bốn người đã nói, bốn người hợp tác với nhau chỉ cần không gặp mấy tên biến thái như thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Giật là được. Long Kình Thiên giết chết một tiên đế sơ kỳ Long Hổ yêu thú, thu tiên phù của nó, vận chuyển thiên nhĩ, nghe bốn người nói chuyện với nhau, cười lạnh. Long Kình Thiên đứng tại chỗ. Hai tay vung, rất nhanh bày một trận pháp ở trận pháp ở xung quanh, chờ đợi bốn người đi vào dần dần bốn người hiện ra trong tầm mắt của long kình thiên bốn người từ xa thấy được long kình thiên khi thấy hắn đứng tại chỗ như chờ đợi họ thì ngẩn ngơ có người kinh ngạc nói ủa là hắn ai chứ long công tử của kim long bộ tộc đó ba người kinh sợ chăm chú nhìn vào long kình thiên long công tử của kim long bộ tộc gần đây toàn bộ Long giới sợ là không ai không biết đến Long công tử của Kim Long bộ tộc. Long Kình Thiên lấy trận pháp đỉnh hậu kỳ tiên quân kịch chiến với hai cường giả đỉnh trung y tiên đế. Điều này ở trong mắt đám cường giả các tộc của Long tộc thật là khó tin, cũng chưa từng nghe nói. Bốn người khiếp sợ không phải là thực lực của Long Kình Thiên, họ hải thiên phú nghịch thiên của hắn. Bốn người nhìn nhau, do dự một chút rồi bay hướng Long Kình Thiên bốn người cảm thấy mặc dù thực lực của long kình thiên khá mạnh nhưng bốn người hợp tức lại thì vẫn có nắm chắc trong bốn người người có hai là đỉnh tiên đế trung kỳ hai là tiên đế trung kỳ bốn người đi tới trước mặt long kình thiên một người đỉnh tiên đế trung kỳ mở miệng nói các hạ chính là long công tử của kim long bộ tộc mặc dù long kình thiên không phải là đệ tử của kim long bộ tộc nhưng đám long giới thói quen gọi hắn đi kèm với kim long bộ tộc long kình thiên vẻ mặt bình tĩnh nói đúng vậy chúng ta biết ngươi có thực lực không kém ngay cả thái thượng trưởng lão ngao cảnh thái thượng trưởng lão của truyền công phòng ngao viên cũng không phải là đối thủ của ngươi một đệ tử của long tộc đỉnh tiên đế trung kỳ khác nói nhưng bốn người chúng ta liên hợp thì ngươi không phải là đối thủ của chúng ta vì vậy ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đem long châu giao ra đây chỉ cần ngươi giao ra Long Châu thì chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Long Kình Thiên nghe bốn người hát bè, thầm lắc đầu. Long Kình Thiên lắc người, vung hai tay, trên trời bỗng nhiên lôi vân quay cuồng, phong vân biến sắc. Bốn người biến sắc mặt. Có người kinh kêu thất thanh, hét trầm lên. Đây, đây là hát lôi cuồng Long Đại Trận. Hát lôi cuồng Long Đại Trận. Toàn bộ Long giới đều bàn tán Long Kình Thiên rất có thể là đệ tử đích truyền của Kim Long lão tổ, thậm chí nói là hắn biết Hắc Lôi Cùng Long đại trận. Nếu chuyện đã thế thì Long Kình Thiên khiến Long giới hoàn toàn hiểu lầm, cho họ biết hắn thật sự có Hắc Lôi Cùng Long đại trận. Long Kình Thiên vận chuyển Hắc Lôi Cùng Long đại trận thì bốn người nhận ra ngay. Mặt trắng bệch. Bốn người bay lên, định trốn đi, nhưng đã chậm, vô số Cùng Long mang theo Hắc Lôi oanh kích bốn người. Thực lực hiện tại của Long Kình Thiên muốn giải quyết bốn người thì hơi khó, nhưng nếu dùng Hắc Lôi Cùng Long Đại Trận thì hoàn toàn khác hẳn. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên thu lại Hắc Lôi Cùng Long Đại Trận. Trên mặt đất, bốn người nằm im, toàn thân chớp lóe hắc lôi. Hai tay Long Kình Thiên hút Long Châu của bốn người vào tay, thần thức đảo qua. Mỗi Long Châu đều có hơn 10 vạn, có một Long Châu nhiều nhất là 15 vạn, ít nhất là 14 vạn tay Long Kình Thiên chớp lóe ánh sáng. Di chuyển toàn bộ văn lộ trên Long Châu của bốn người vào Long Châu của hắn. Di dời xong Long Kình Thiên mỉm cười, xem ra trực tiếp cướp điểm từ người đệ tử của Long tộc khác dễ hơn. Cả ngày không biết Long Kình Thiên giết không biết bao nhiêu yêu thú, thật vất vả mới tích lũy 20 vạn 6532 điểm, hiện tại chưa đến một canh giờ đã có 60 vạn. Long Châu trên tay Long Kình Thiên đã có 80 vạn điểm. Long Kình Thiên nhìn bốn người nằm trên mặt đất, vung hai tay thu lại hắc lôi trong người họ. Bốn người là đệ tử của Long tộc, tham gia so đấu trên Long đảo. Có địa vị, thân phận rất cao trong các tộc Long tộc. Bởi vậy so đấu trên Long đảo nếu không có thù sâu như biển thì sẽ không đánh chết đối phương, chỉ cướp điểm. Long Kình Thiên cướp hết điểm trong Long châu của bốn người, thu luôn không gian tiên khí của họ. Làm xong mọi chuyện, Long Kình Thiên lắc người biến mất ngay tại chỗ. Sau một lúc bốn người tỉnh dậy, nhìn nhau, Long Châu trống trơn trong xuống, mặt ai cũng chán nản. Không ngờ Long Công Tử này thật sự biết hắc lôi cùng Long Đại Trận, xem ra nghe đồn là thật, hắn thật là đệ tử đích truyền của Kim Long Lão Tổ. Chúng ta đúng là xui. Thực lực của đối phương có lẽ không bằng thiếu tộc trưởng của Kim Long Bộ Tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long Tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long Tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Dật nhưng phối hợp hắc lôi cùng Long đại trận thì càng khủng bố hơn cả thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Dật. Bốn người người đứng dậy, lắc người bay đi. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi cũng không săn vết yêu thú nữa, hắn đặt mục tiêu vào các đệ tử của Long tộc so đấu. Một canh giờ sau, Long Kình Thiên đánh bay đệ tử của Long tộc đỉnh Trung Kỳ Tiên Đế. Thời gian trôi qua, hai ngày so đấu trên Long đảo chỉ còn lại hai canh giờ. Hai canh giờ cuối cùng, đệ tử của Long tộc trong Long đảo điên cùng săn giết yêu thú, cướp điểm Long Châu từ đệ tử của Long tộc cách. Nhưng dần dần chuyện Long Kình Thiên biết hắc lôi cùng Long Đại Trận đã đồn rầm lên giữa các đệ tử của Long tộc trên Long đảo. Biết Long Kình Thiên dùng hắc lôi cùng Long Đại Trận, các đệ tử của Long tộc trên Long đảo đều xem hắn là khủng bố nhất trong đám đệ tử tham gia so đấu, không ai muốn đụng vào hắn. Một vài đệ tử của Long tộc gặp gỡ Long Kình Thiên, nhận ra hắn, không cần hắn ra tay trực tiếp dâng Long Châu cho hắn. Dần dần, so đấu trên Long đảo chỉ còn một canh giờ. Một canh giờ cuối cùng, toàn bộ đệ tử của Long tộc trong Long đảo đều rơi vào điên cuồng. Điên cuồng giết yêu thú, điên cuồng cướp điểm long châu trong tay một đám đệ tử của long tộc trong long đảo bị cướp lấy trên quảng trường tổ long điện các tộc ngóng cổ chờ bắt đầu đoán kết quả và thứ hạng thái thượng trưởng lão của cự long bộ tộc ngao đắc lầm bầm không biết lần này ai hội đoạt được thứ nhất thái thượng trưởng lão của cự long bộ tộc ngao minh sơ nói ta thấy lần này rất có thể là thiếu tộc trưởng của chúng ta đoạt được nhất thiếu tộc trưởng của chúng ta đã tu luyện bàn cổ thiên long đại lực bí quyết đến đại thành, lực lượng vô địch, trong cùng đẳng cấp không có công kích của ai có thể sánh bằng. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Nếu đơn độc đấu thì lực công kích của mấy người thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc, Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ cũng không bằng thiếu chủ của chúng ta. Thái thượng trưởng lão của cự long bộ tộc bàn tán cự long bộ tộc nghị luận thanh long bộ tộc nghị luận các tộc đều nghị luận thái thượng trưởng lão của kim long bộ tộc ngao túy nghe đám thái thượng trưởng lão của cự long thanh long bộ tộc bàn tán thì lạnh lùng cười bàn cổ thiên long đại lực bí quyết bàn cổ thiên long đại lực bí quyết mặc dù có lực lượng mạnh nhưng phòng ngự làm sao sánh bằng kim long bộ tộc của chúng ta thiếu tộc trưởng của chúng ta đã trường kiếm kim long thân đến tầng tối cao lại phối hợp với long kình thiên chống đỡ vân trụ phòng ngự vô địch, cường giả cùng cấp căn bản không thể phá vỡ. Đám thái thượng trưởng lão của Kim Long Bộ Tộc cũng bàn tán. Mấy thái thượng trưởng lão cự Long Bộ Tộc, Thanh Long Bộ Tộc, Kim Long Bộ Tộc đều rất tự tin vào thực lực thái thượng trưởng lão của Kim Long Bộ Tộc, ngao túy của mình, cho rằng thái thượng trưởng lão của Kim Long Bộ Tộc, ngao túy của mình sẽ đoạt được thứ nhất. Tộc trưởng của Kim Long Tộc, ngao Bắc hành đi cùng với tộc trưởng của Hắc Long Bộ Tộc, ngao bất bại mấy tộc trưởng khác đều đứng ở đó, mắt chớp lóe, không mở miệng. Thật ra mấy long tộc có ưu thế thiên phú riêng, thực lực của mấy người thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, thiếu chủ của Thanh Long tộc. Ngao Canh, thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ, thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao Dật tương đương với nhau, kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết. Nghe mọi người bàn tán, Thái Thượng trưởng lão của truyền công phòng, Ngao Viên truyền âm với Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh. Không biết tiểu tử kia có vào được 10 hàng đầu không? Thái thượng trưởng lão của truyền công phòng, Ngao Viên ý nói là Long Kình Thiên. Thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình Điện, Ngao Cảnh nghe vậy lạnh lùng cười. Mặc dù thiên phú của hắn nghịch thiên nhưng so đấu trên Long Đảo dựa vào thực lực chứ không phải thiên phú. Nếu bằng vào thực lực thì thiếu chủ chúng ta còn có mấy vị thiếu chủ Thanh Long Hắc Long đều mạnh hơn hắn. Bạch Long, Đà Long, Phật Long thiếu chủ cũng mạnh hơn Long Kình Thiên, hắn căn bản không khả năng đi vào 10 hàng đầu, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, ngao cảnh giọng điệu chắc chắn. Trong lúc đám cường giả các tộc của Long tộc đoán kết quả và thứ hạng thì trên quảng trường, truyền tống trận lóe ánh sáng. Đám người bàn tán, đoán kết quả đều ngừng nói, nhìn hướng truyền tống trận. Lúc này truyền tống trận ngừng tỏa sáng, trên truyền tống trận chớp lóe bóng người. Đúng là các đệ tử của Long tộc lúc trước được truyền tống vào Long đảo, Long Kình Thiên cũng nằm trong đó. Long Kình Thiên và đám đệ tử của Long tộc được truyền tống ra, họ bay ra truyền tống trận, đi tới quảng trường. Nhưng quanh người Long Kình Thiên trống trơn, các đệ tử của Long tộc cố ý vô tình không dám tới gần hắn. Đám đệ tử của Long tộc ánh mắt kiên dè nhìn Long Kình Thiên, không là kinh khủng. Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại phát hiện tình huống này, lấy làm kinh ngạc. Tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại ánh mắt ẩn ý liếc Long Kình Thiên. Quay đầu nói với đám đệ tử của Long tộc. Xin các đệ tử của Long tộc hãy đưa lên Long Châu. Thế là đám đệ tử của Long tộc lần lượt đưa lên Long Châu. Mỗi khi một đệ tử của Long Tộc đưa Long Châu lên là một vị trưởng lão của Thanh Long Tộc sẽ chiếu cổ kính vào Long Châu. Trên cổ kính hiện ra số điểm trong Long Châu. 30 vạn 2921 28 vạn 9139 32 vạn 8760 nhị Cổ kính tự đông vang tiếng điểm số. Bình thường số điểm của đệ tử của Long Tộc khoảng 30 vạn, có cao một ít, có thấp một ít. Cổ kính cất tiếng nói. Hai vạn tám. Hiện trường yên tĩnh, kinh ngạc nhìn đệ tử của Long tộc kia. Cảm giác ánh mắt của mọi người, đệ tử của Long tộc khó coi. Đệ tử của Long tộc này đúng là một trong bốn người từng muốn cướp điểm Long Châu của Long Kình Thiên, ngược lại bị hắn thi triển hắc lôi cùng Long Đại Trận cướp điểm. Cuối cùng dù Long Kình Thiên không giết Long Đảo nhưng họ bị hắc lôi xâm nhập vào thân thể, thực lực không thể hồi phục trong chốc lát, khó thể săn giết tiên đế yêu thú, cho nên đến khi tỷ thí chấm dứt mới tích lũy được hai vạn điểm. Một vạn chín sáu mươi ba. Sau đệ tử đó, cổ kính lại cất tiếng nói. Hai vạn một tám mươi hai. Liên tiếp mấy chục đệ tử của Long tộc chỉ có một, hai vạn, cao nhất là ba vạn. Tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, tộc trưởng của Hắc Long bộ tộc, Ngao Bất Bại, tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao bất điên và Thái thượng trưởng lão cá tộc nhìn nhau. Tiếp theo họ phát hiện khi cổ kính báo điểm cực thấp thì các đệ tử của Long tộc tham gia so tài so đấu trên Long đảo đều kìm không được vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Long Kình Thiên. Từng đệ tử của Long tộc so đấu trên Long đảo trình lên từng Long châu. Dần dần chỉ còn lại mấy trăm người. 392 vạn 6057. Giọng của cổ kính vang lên, quảng trường yên tĩnh, tiếp theo ồ lên mọi người đều nhìn sang. Là thiếu chủ của thanh long tộc, ngao canh. 392 vạn 6 57. Gấp 10 lần đệ tử bình thường. Lúc trước không có một đệ tử vượt qua 100 vạn, vậy mà thiếu chủ của thanh long tộc, ngao canh có tới 392 vạn 6 57. Thật là khủng bố. Ta thấy khó có ai vượt qua được thiếu chủ của thanh long tộc, ngao canh. Mọi người kinh sợ, hâm mộ tộc trưởng của Thanh Long tộc. Ngao bất điên và đám thái thượng trưởng lão Thanh Long tộc nghe tiếng mọi người kinh sợ, hâm mộ thì cười tư tắn. Tộc trưởng của Thanh Long tộc, Ngao bất điên nhìn con của mình, gật đầu, ánh mắt nhu hòa, tiểu tử này quả nhiên không làm cho gã thất vọng. 388 vạn 5622 Giọng cổ kính lại vang lên. Mọi người kinh ngạc, ồ à, là thiếu tộc trưởng của Đà Long tộc, Ngao Hải Tâm. 380 vạn, dù kém thiếu chủ của thanh long tộc, ngao canh mấy vạn nhưng điểm rất cao rồi. Sau đó cổ kính lại điểm danh thiếu chủ của cự long tộc, ngao giật, thiếu chủ của hắc long tộc. Ngao lữ Thiếu chủ của hắc long tộc, ngao lữ, thiếu chủ của cự long tộc, ngao giật đều là 390 vạn, cao hơn thiếu chủ của thanh long tộc, ngao canh một chút. Trên quảng trường, số đệ tử của long tộc ngày càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại có hai người một mình không có kịch vui hai người còn lại là thiếu tộc trưởng của kim long bộ tộc ngao thiếu dương long kình thiên bởi vì hai người xếp hạng cuối cùng cho nên có vẻ đặc biệt rõ ràng trong ánh mắt chăm chú của mọi người thiếu tộc trưởng của kim long bộ tộc ngao thiếu dương tiến lên dân long châu trưởng lão của thanh long tộc liếc thiếu tộc trưởng của kim long bộ tộc ngao thiếu dương sau đó chiếu long châu vào cổ kính cổ kính tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt mọi người thấy chói mắt, chấn động, bên tai vang thanh âm. 475 vạn 68 475 vạn 68 Tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành vốn còn đang căng thẳng nghe vậy thì tươi cười sáng lạng, thậm chí phát ra tiếng cười sang sản. 475 vạn 68 Chính tộc trưởng của Kim Long Tộc, Ngao Bắc Hành cũng không ngờ sẽ là điểm này. Đệ nhất, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành nghĩ tới con trai được đệ nhất so đấu so đấu trên Long đảo. Là người thứ nhất tiến vào tổ Long điện nhận lễ rửa tội tổ Long Hải là gã cười toe toét. Nghe nói số điểm của thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương là 475 vạn 68.031 thì mọi người cực kỳ giật mình. Trước thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương, cao nhất là thiếu chủ của cự Long tộc, Ngao giật với số điểm 397 vạn, tiếp theo là thiếu chủ của Hắc Long tộc, Ngao Lữ với 395 vạn. Còn số điểm của thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương là 475 vạn 68 031 Nhiều hơn thiếu chủ của Cự Long tộc, Ngao giật tới 70 vạn. Tộc trưởng, đám thái thượng trưởng lão Cự Long tộc vốn vẻ mặt đắng ý chợt héo, mặc dù hạng nhất Hạng hai chỉ cách một bậc nhưng ý nghĩa khác nhau. Nụ cười trên mặt thiếu chủ của cự long tộc, ngao giật mất đi, lắc đầu cười khổ thiếu tộc trưởng của kim long bộ tộc ngao thiếu dương nghe cổ kính tuyên bố lại nhìn ánh mắt giật mình của mọi người nở nụ cười đi tới trước mặt tộc trưởng của kim long tộc ngao bắc hành thiếu tộc trưởng của kim long bộ tộc ngao thiếu dương kêu lên phụ thân tộc trưởng của kim long tộc ngao bắc hành cười toe toét gật đầu nói làm tốt lắm rất tốt lần này ngươi được đệ nhất đây là việc lớn nhất của kim long bộ tộc chúng ta đợi khi ngươi là người đầu tiên vào tổ long hải tẩy lễ lấy ngươi thiên phú về sau tấn chức tiên đế hậu kỳ đỉnh cũng không là vấn đề tộc trưởng của kim long tộc ngao bắc hành không hề che giấu thanh âm vang vọng trên quảng trường đám cường giả các tộc của long tộc biến sắc mặt chật vang lên tiếng chói tai ngao bắc hành bây giờ ngươi cười quá sớm nhi tử của ngươi có phải là đệ nhất hay không bây giờ còn chưa chắc. Mọi người nhìn sang. Thấy người lên tiếng là tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá. Vốn tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá cho rằng nhi tử của mình có thể đoạt đệ nhất, không ngờ chỉ có thể ở hạng 2, vốn tâm tình khó chịu lại nghe tiếng cười đắc ý của tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành, càng bực bội hơn. Đương nhiên quan hệ của tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá, tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành vốn không được tốt. Tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá ý chỉ điểm của Long Kình Thiên còn chưa ra, vì vậy thiếu tộc trưởng của Kim Long bộ tộc, Ngao Thiếu Dương có là đệ nhất hay không còn chưa biết. Mọi người nghe ra ý của tộc trưởng của tộc Cự Long, Ngao Bá, ngay ra rồi lắc đầu cười, không bỏ vào lòng lời của gã. Tự như lúc trước Thái thượng trưởng lão của Kim Long hình điện, Ngao Cảnh đã nói, mặc dù Long Kình Thiên có thiên phú nghịch thiên, nhưng so tài trên long đảo cần là bản thân có thực lực mà không phải thiên phú